Rồi cái phần nghe này nó rất là khó mà nó đọc nhanh, nó không có đọc câu 1, câu 2 cho các bạn. Cho nên là các bạn không có nghe hiểu được, được chưa? Ok ha. Rồi bây giờ các bạn stop here ở đây. Tôi sẽ gửi bài về cho những cái bài này về cho các bạn luyện đọc, và các bạn phải đọc hiểu cái bài này nó nói cái gì ha. Phải đọc nha. Rồi, goodbye everyone. I like teacher. Goodbye, miss. I like teacher. Hello everyone.
Rồi tất cả các bạn bật camera lên đi cho cô thấy mặt đi. Thế Quyên nè, bà Châu đâu? Thế Quyên học hai mấy hả? Dạ sao cô? Con học hai mấy hả? Không có một mấy rồi. Một mấy hả? Thế cái mấy này của ai đây? Dạ. Bật camera lên cô mới biết ai chứ. Bộ máy không có camera hả? Bảy Châu hả? Rồi các bạn ơi, cái con cá, con cá sấu này không, tất cả các bạn dơ lên cô xem coi ai có rồi. Đâu giờ cái quấn con cá sấu lên coi. Rồi các bạn có hết rồi đó. Cái gì vậy? À, Quyên Quế Sơn chưa có. Chưa có luôn hả? Ok, mấy bạn online có hết rồi mà ở đây thiếu 4 bạn nữa. Trời đất ơi. Không còn đâu. Không giòn rồi. Oh my god. Không giòn thiệt rồi. Ba mà còn bốn bạn chưa có, thấy chưa? Các bạn cứ đi học nghỉ 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 đi ngày nghỉ á, thấy không? Có đứa ngủ quên nữa mới ghê gớm à. Đi học cũng không hẹn cái đồng hồ ngủ quên. Mỗi lần cô phát sách xong cái là không có, thiếu bốn nè, còn một quyển này. Rồi cái quyển này sao, quyển này ai có rồi, ai có quyển này rồi giơ tay. Không một người nào đã có rồi đúng không? Oh my god. Đây. Bỏ. Sao các bạn, các bạn thiếu nhiều dính như vậy? Ủa cái xe ai về bác chở về nha. Vũ. Bác đón kìa. Này cuốn này. Ai có cuốn này rồi? Cũng chưa luôn hả? Sao các bạn chưa có sách vậy? Ây da. Mấy đứa ngồi viết bài đi, trời đất ơi. Học thuộc. Đây. Còn mấy bạn chưa có sách ôn tập rồi. Sao học được? Con bó tay à? Sao khẩu. Ai có sách văn thể này? Con. Bạn nào chưa có giơ tay? Bạn nào chưa có? Rồi có hết rồi đúng không? Yeah. Rồi lấy con sách con khỉ ra đi. Trời đất ơi. Chủ đề gì nữa ha? Chủ đề em chủ đề school xong rồi phải không? Đi qua chủ đề sport and leisure, thể thao. Sport and leisure. Chủ đề thể thao. Leisure. Thể thao và thời gian rảnh rỗi. Leisure. Thời gian rảnh rỗi. Các bạn biết đọc rồi, các bạn phải luyện viết, tập viết cho nó nhớ từ nha. Lỡ ra thi mà người ta yêu cầu viết mà không biết viết là toang á. Cái quạt này nó ồn quá. Tắt đi. Tắt thì nó nóng. Quạt chứ là mà viết xem cái từ kiểu nó. Chưa? Chưa, mới học một con mát này.
Rồi mời cả lớp đọc bài. Cô quay phim lại cho các bạn để các bạn học. Mời cả lớp lấy sách Smart Task ra học. Đà đây hỏi mẹ con có đăng ký thi phim starter không nha? Có không? Đây con hỏi mẹ có đăng ký thi starter không nha? Thì đăng ký đi, có tháng 12 có thi á. Còn bạn nào không đăng ký thì ôn đi. Chừng nào tự tin thì đi thi. Không tự tin hả? Mãi mãi không tự tin hả? Thôi. Lên đại học rồi thi luôn đi. Trường đơn. Đứa nào nói cái gì vậy? Con ngày này hết nhiệm vụ cô không trả lời nữa. Nó lo ôn bài học bài đi, cho nó thuộc đi. Xong chưa? Hiếu đọc cho nó chép cái chủ đề animal coi xem nó có biết viết chữ không? Không, mẹ chưa thấy gì con đâu. Thế, thấy bỏ ra. Ủa? Cái sách mẹ nó. Tao biết. Tao chờ gì rồi. Chờ hả? Xảo rồi, tao nói rồi mày biết. Rồi em lại giúp cô học dạy bài được không? Hôm nay là đi học đông đủ tất cả các bạn này. Cái bài này các bạn làm chưa ta? Chưa, 1 10. Hả? 10. Cô nhớ bạn làm rồi mà ta. Bên đây này. Chưa. Biết các câu hỏi mà chưa? Và bên đây rồi đúng không? Vậy hôm nay chúng ta học 2 trang này nha. Các bạn mở sách trang 18, 19 ra. Trang 18, 19 các bạn ơi. Nè nha. Có sách chưa? Cô bấm máy nè. Thận ơi, con cứ che cái camera để làm gì vậy con? Ngồi xa cái máy ra. Chỉ nhìn việc nhìn vô trong sách và nghe thôi. Nha. Không có việc gì phải tay chạm vô cái màn hình cả. Cả Thế Vinh nữa nha. Nếu mà chạm vô màn hình là biết đang làm việc riêng rồi đó.